À, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn mẹo mà mở những cái bình nước như thế này. Đa số bình nước như thế này ở trường đó mình muốn uống á, nhưng mà rót đầy cho vô thùng đá lớn á, nhưng mà mình rót đầy cái vòi này rất chậm. Mình muốn mở cái này ra để mình rót cho nhanh. Thì đa số là ở công trường này không ai mà biết mở được, dùng lực thì không thể ra. Thì dùng búa đập thì đôi khi nó sẽ bị hư những thứ này, những cái đầu này. Mình sẽ đây đánh chất nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn hai cách để mà chúng ta mở cái bình nước như thế này nha các bạn. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng dây xu nha các bạn, những dây xu kiểu như mà ruột xe như thế này này, dây xu ruột xe á. Rồi mình sẽ quấn ngược theo chiều kim đồng hồ, tức là mình quấn ngược theo chiều để mình mở nó ra nha, quấn ngược theo chiều kim đồng hồ. Tại sao? Tại dây xu này thì nếu như mà mình quấn ngược theo chiều kim đồng hồ á, dây xu này nó có độ bám rất chi là bám. Te mình không bám bằng dây xu này các bạn, dây xu bám rất chắc, với lại mình quấn to lên mình cũng có thế để mình cầm nữa. Thì tại vì mình mở ra là đa số toàn bị trượt thôi, trượt là do te mình ném không chắc. Giờ mình sẽ quấn dây xu vô thì đương nhiên nó sẽ có lực ma sát hơn, nó sẽ giữ lại. Mình sẽ mở ra rất là đơn giản nha các bạn cần cầm chân thì nó rất chắc nha các bạn, để mình xử lý. Vậy ngược theo chiều kim hồ nha bạn, khá chắc, cho là mình lộn lực không ra. Rồi các bạn, đơn giản, rất chắc nha các bạn. Rồi mình sẽ rồi diện cứng trở lại. Rồi mình sẽ chỉ cho bạn cách thứ hai là dùng bình như thế này, bình khò nha các bạn. Đôi khi mình hơi ném ra cái lực của nó không có ăn khít nha. Thì mình hơi ném bình thường thôi xung quanh nha bạn, đừng để nó ché là được. Để xung quanh cái nếp như thế này. Trong này kho. Rồi bây giờ mình sẽ dùng khăn nào đó hoặc là làm vật gì đó, tại vì nó rất rất là ném nha bạn. Mình sẽ dùng khăn giấy gì đó, nhẹ lắm, đơn giản. Đó là mình chỉ cách thôi, tại nãy mình đã dựng ra rồi cho nên bây giờ nó rất chi là nhẹ. Rồi cái đó là hai cách mình chỉ cho bạn để mở. Ví dụ như ở công trường thì không có những đèn khò dài thì mình lấy dây xu cũng được, ruột xe nha bạn, lấy ruột xe. Đấy, ruột xe. Rồi mình sẽ quặn ngược chiều kim đồng hồ, mình quấn ngược chiều kim đồng hồ và mình quặn ra ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ ra. Rồi chào tạm biệt các bạn.